Livestream hớ hên, khẩu đội cối tự hành của Nga bị UAV Ukraine hủy diệt. Theo trang tin quân sự Defense Express, truyền hình Nga đã góp công lớn trong việc khiến cối tự hành 2S4 Tulip của nước này bị UAV tấn công của Ukraine hủy diệt. Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy một hệ thống cối tự hành 2S4 Tulip cỡ nòng 240 ly của Nga tại địa điểm gần Rubizhna. Đây là trường hợp ghi nhận thiệt hại đầu tiên của cối tự hành 2S4 Tulip trong chiến tranh. Thông tin trên do người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Lugansk cho biết. Đáng chú ý là truyền hình Nga đã góp công rất lớn cho việc này khi họ livestream cảnh sử dụng cối tự hành 2S4 Tulip bắn từ Rubizhna vào Severodonetsk để chứng minh rằng quân Nga đang làm chủ tình hình toàn bộ khu vực. Mặc dù sau khi bắn dường như nhận ra sai lầm, quân Nga đã hối hả sơ tán, nhưng do trước đó đã cung cấp quá chi tiết về vị trí, cho nên máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Ukraine đã lập tức tìm tới nơi và kết quả là tổ hợp cối tự hành này bị phá hủy chỉ cách nơi quay phim chưa tới 150m. Lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã công bố video giải thích từng bước về cách họ đã loại bỏ cối tự hành 2S4 Tulip của quân Nga xâm lược như thế nào. Phương tiện được mô tả trong cảnh quay bằng máy bay không người lái chính là loại cối tự hành 2S4 Tulip đã phá hỏng cây cầu nối giữa hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk và bắn pháo vào các tòa nhà dân cư ở Severodonetsk ở miền đông Ukraine. Dịch vụ báo chí của lực lượng phòng vệ quốc gia giải thích cách các binh sĩ của lực lượng hiến binh Ukraine và lữ đoàn cơ giới hóa số 24 của lực lượng vũ trang đã hạ được khẩu cối 240 ly của Nga. Ban đầu, cối Tulip được đưa ra khỏi nhà máy chứa máy bay với hàng loạt cuộc tấn công vào tòa nhà. Sau đó, khi những người Nga cố gắng sơ tán thêm các thiết bị có giá trị và giấu nó giữa các lùm cây và bụi rậm, một cuộc tấn công khác đã khiến pháo tự hành bốc cháy. Ngoài 2S4 Tulip, pháo binh đã phá hủy hoàn toàn các thiết bị bọc thép hạng nhẹ khác không có trong video. Đáng chú ý, quân đội vệ binh quốc gia đã cảm ơn các nhà tuyên truyền người Nga đã giúp họ nhắm mục tiêu chính xác. Các tay súng điều chỉnh hỏa lực của Ukraine đã nhắm vào thiết bị của đối phương sau khi xem một phóng sự tuyên truyền trên kênh truyền hình Nga về cách một khẩu súng cối tự hành bắn trên cầu. Như Defense Express đã đưa tin, các khẩu đội cối tự hành 2S4 Tulip có khả năng bắn đạn hạt nhân đã được phát hiện đang di chuyển đến biên giới Ukraine từ tháng 4. Sau đó vào tháng 5, người Nga đã tái triển khai một khẩu đội vũ khí này cùng với một đơn vị phóng nhiều tên lửa Tornado tới hướng hành quân Izium. Những hành động này cho thấy ý định tăng cường pháo kích bằng các hệ thống pháo hạng nặng ở miền đông Ukraine, giống như những gì quân xâm lược đã làm ở Mariupol. Đây không phải là thiệt hại đầu tiên của quân đội Nga diễn ra theo cách hài hước này. Trước đó, tại cảng Bryansk, báo chí Nga cũng đã đưa tin về việc tàu tiếp vận đưa vũ khí tới Ukraine và ngay sau đó, con tàu đã phải hứng chịu cuộc tập kích bằng các tên lửa Tokayu của Ukraine. Thủ phạm hạ pháo cối của Nga không ai khác, đó chính là UAV nổi tiếng Bayraktar TB2 mà Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine đã chứng minh khả năng độc đáo của UAV này. Nói về máy bay không người lái chiến thuật Bayraktar, hiệu quả của nó chủ yếu được đo lường giống như một UAV tấn công trong việc áp dụng các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các mục tiêu của địch. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy tác chiến phía Nam của lực lượng vũ trang Ukraine đã chứng minh rằng máy bay không người lái này có khả năng hoạt động độc đáo như một hệ thống điều chỉnh hỏa lực pháo binh hạng cao. Một đoạn video cho thấy công việc của Bayraktar đã được Bộ Chỉ huy tác chiến sao đăng trên Facebook của họ. Đoạn video cho thấy UAV Bayraktar TB2 có khả năng độc đáo để phát hiện và xác định mục tiêu ở cự ly lên tới 50km và điều chỉnh hỏa lực của pháo binh. Video đầu tiên về việc sử dụng Bayraktar TB2 cho mục đích này vào ngày 15 tháng 3 cho thấy một cuộc tấn công tại sân bay gần Kherson ở Chernobyl-Ivka. Tại đó, pháo binh Ukraine đã phá hủy và làm hư hại khoảng 50 máy bay trực thăng của Nga. Các chỉ số đo từ xa cho thấy máy bay không người lái đã ở khoảng cách 48 km so với mục tiêu. Nhưng các thiết bị quang học hiện đại của nó đã cho phép phân tích thiết bị của đối phương và xác định tọa độ của đối phương ngay cả từ khoảng cách này. Khả năng phát hiện và xác định tọa độ mục tiêu trong cự ly lên tới 50 km
và truyền trực tiếp cho pháo binh là một siêu năng lực thực sự của Bayraktar TB2. Điều này cho phép UAV tác chiến từ ngoài tầm hầu hết các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương trong phạm vi điều chỉnh hỏa lực của pháo binh. Đồng thời, chế ngự các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương, chúng sẽ bị pháo tầm xa phát hiện và tiêu diệt nhờ sự điều chỉnh của UAV Bayraktar TB2. Cần chú ý rằng, hiệu quả của Bayraktar TB2 giống như một UAV tấn công cũng rất cao. Các loại vũ khí chính xác cao của UAV như đạn thông minh dẫn đường bằng laser, MAML và MAMC rất hiệu quả nhưng chi phí không cao như các hệ thống dẫn đường chính xác cao khác, ví dụ như so với các tên lửa hành trình. Theo báo cáo của Defense Express, theo dữ liệu của các nhà nghiên cứu OrisBionCorp.com, tính đến thời điểm hiện tại thì đã có khoảng 816 tài liệu bao gồm ảnh và video ghi lại sự kiện tiêu diệt mục tiêu bằng UAV Bayraktar TB2. Nguồn tin làm rõ rằng đây là tất cả các tài liệu, phương tiện và thiết bị bị phá hủy ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Libya, Nagorno-Karabakh và ở Ukraine. Trên thực tế, số lượng mục tiêu bị tiêu diệt có thể nhiều hơn. Nga đang phải đối mặt với những tổn thất quân sự không ngừng trên đất Ukraine. Có khoảng 29.200 binh lính của quân đội Nga đã bị loại bỏ. 960 mục tiêu trên không, không bao gồm tên lửa hành trình của quân xâm lược đã bị bắn hạ. Hàng nghìn xe tăng, xe bọc thép và đường ray bị quân đội phòng thủ Ukraine phá hủy. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố bản tổng hợp mới về tổng thiệt hại chiến đấu của đối phương từ ngày 24 tháng 2 tới ngày 23 tháng 5. Danh sách tổn thất chiến đấu của quân Nga xâm lược như sau. Nhân sự là mất hơn 29.200 người. Xe tăng là mất hơn 1.293. APV là 3.166. Hệ thống pháo binh là 604 đơn vị. MLRS là 201. Hệ thống tác chiến phòng không là 93 đơn vị. Máy bay là 204 chiếc. Trực thăng là 170 chiếc. Xe và thùng nhiên liệu là 2.206. Thuyền hoặc là máy cắt là 13 chiếc. Cấp độ tác chiến chiến thuật UAV là 476. Trang bị đặc biệt là 43. Tên lửa hành trình 110. Địch quân Nga bị tổn thất lớn nhất trong ngày hôm qua tại hướng Bakhmut, dữ liệu đang được cập nhật. Về vũ khí vừa bị phá hủy, có thực hành 2 S4 Tulip được thiết kế trên cơ sở khung gầm xe rải mìn GMZ dùng động cơ diesel V59, công suất là 520 mã lực cho vận tốc tối đa 62 km/h trên đường nhựa và 30 km/h trên đường đất. Có thực hành hạng nặng có khối lượng 27,5 tấn, kiếp chiến đấu 5 người, tổ hợp súng cối 2B8 lắp đặt trên nóc thân xe bao gồm nòng súng, đế súng, xi lanh và hệ thống thủy lực, cơ cấu tầm và hướng, kính ngắm toàn cảnh của cối MR-46M, kính collimator K1 của pháo binh. Khi tác xạ, súng cối không cần có sự chuẩn bị đặc biệt nào tại vị trí triển khai, chuyển trạng thái hành quân sang chiến đấu nhờ hệ thống thủy lực nâng hạ mất 5 phút và ngược lại mất 10 phút. Đạn cối được bố trí trong khoang chứa đạn kiểu tang trống nằm ở thân xe, bao gồm 40 quả đạn nổ phá mảnh hoặc 20 quả đạn cối tăng tầm lắp động cơ phản lực phụ trợ. Nhờ bàn điều khiển cầm tay, pháo thủ lấy đạn từ khoang chứa và đưa tới cơ cấu đẩy đạn để nạp vào khoa nòng của súng cối. Khẩu đội trưởng kim trưởng xe dùng bàn điều khiển cầm tay riêng để phát hỏa. Khi lấy đạn từ dưới đất để nạp, phải dùng cần cẩu điều khiển bằng tay và đạn nạp vào cơ cấu đẩy. Cần cẩu lắp ở bên trái của nóc thân xe. Góc điều khiển về tầm của súng cối là từ dương 50 độ tới dương 80 độ. Về hướng là từ dương 10 độ tới dương 41 độ. Tốc độ bắn là 0,8 tới 1 phát trên 1 phút. Sau mỗi phát bắn thì nòng súng tự động trở về góc tầm dương 63 độ để nạp đạn. Mỗi viên đạn cối kiểu nổ phá F864 nặng tới 130,7 kg. Khối lượng thuốc nổ là 32 kg. Dùng ngòi nổ GVMZ7 có cơ cấu điều chỉnh nổ tức thời hoặc là nổ chậm. Đạn cối F864 có 5 liều thuốc phóng, điều chỉnh tăng giảm để sơ tốc đạn đạt tương ứng từ 158 tới 362 m trên giây và tầm bắn từ 800 tới 9.650 m. Theo đánh giá, khi một phân đội cối 2S4 gồm 5 xe đồng loạt bắn sẽ tạo ra một trận mưa bom cỡ nhỏ dội xuống và tiếng nổ dữ dội của đạn cối cỡ lớn sẽ tác động mạnh tới tinh thần chiến đấu của binh lính đối phương. Từ năm 1967, quân đội Liên Xô đã phát triển một kiểu đạn cối đặc biệt cỡ 240 ly, mang đầu nổ hạt nhân, có sức công phá lên tới 2 kiloton. Tới năm 1970,
họ cho ra đời đạn cối phản lực nặng 230 kg, có thể mang đầu đạn nổ hạt nhân, có tầm bắn 18 km. Và vào năm 1983, Liên Xô tiếp tục phát triển đạn cối có điều khiển 1K-113 cỡ 240 ly, 6 trệt. Tổ hợp cối có điều khiển gồm đạn cối có đầu tự dẫn và động cơ xung phản lực hiệu chỉnh, thiết bị đo xa và chỉ thị mục tiêu bằng laser 1D15, thiết bị đồng bộ hóa 1A35. Xác suất trúng mục tiêu của đạn Smelter theo vòng tròn đường kính 2-3m đạt xác suất từ 80-90%. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn xong về video cối tự hành 2S4 Tulip của Nga đã bị phá hủy do livestream hớ hên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có ý kiến gì hãy comment dưới video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.